Thưa quý vị, Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhựa Á Châu và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nadota vừa tổ chức lễ bàn giao máy móc thiết bị cho Hợp tác xã Chợ Bến thuộc huyện Long Điền. Chương trình hỗ trợ máy thuộc dự án thực hiện mô hình liên kết điểm sản xuất tiêu thụ tôm thẻ chân trắng của Hợp tác xã Chợ Bến được triển khai theo Nghị quyết 21/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chi cục Phát triển Nông thôn đã bàn giao một bạt trải hố tôm, 20 bộ máy quạt nước, 10 bộ máy bơm nước, 3 máy đo độ mặn cầm tay, 4 máy đo oxy hòa tan cầm tay, 3 máy đo pH cầm tay cho Hợp tác xã Chợ Bến, huyện Long Điền. Đây là một trong 4 hợp tác xã được nhận hỗ trợ máy thuộc dự án mô hình liên kết điểm năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hợp tác xã Chợ Bến đang nuôi tôm theo công nghệ nuôi tuần hoàn khép kín trên diện tích 3 hectare. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm hợp tác xã thu lợi nhuận 1,2 tỷ đồng. Nhờ những thiết bị này thì mô hình công nghệ cao nó đáp ứng được rất là khả quan. Chứ còn nếu mà cái không có những cái thiết bị này là cái hộ xã nuôi như ngày xưa thì nó không đạt. Thí dụ một hecta ngày xưa là cái một tấn tôm thôi. Còn những nhờ cái công nghệ của cái thiết bị mà hỗ trợ nó đạt cái dùng 1.000 m² mà trên 4 tấn. Mục tiêu và cũng như là cái quan điểm của Nghị quyết 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là để tạo ra cái giá trị là gia tăng cho các cái sản phẩm. Đặc biệt là trong nông nghiệp và thông qua cái hình thức là liên kết góp phần để tạo ra cái mặt hàng xuất khẩu chung cho những vực thủy sản, và đối với hợp tác xã thì có giải quyết được công việc làm, và đối với cái người dân thì có được việc làm. Chương trình hỗ trợ máy móc thiết bị thuộc dự án thực hiện mô hình liên kết điểm theo Nghị quyết 21 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai trong 3 năm từ năm 2022 đến năm 2025 với tổng kinh phí hơn 19,7 tỷ đồng. Theo chương trình, các mô hình liên kết điểm của tỉnh sẽ được tư vấn xây dựng liên kết, hỗ trợ máy móc thiết bị, xây dựng hạ tầng phục vụ liên kết, vật tư phân bón, thức ăn, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, đánh giá chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp.